Hello, xin chào tất anh em, chào mừng thằng Bình. Hiện nay ngoài Hà Nội đang rất là lạnh, do đó là anh em nhìn Bình phải phòng thủ rất là kỹ, bởi vì nếu không là toang ông giáo ạ. Chủ đề chính của video ngày hôm nay đó là nếu như một ngày nào đó mình không hề biết gì về mùi hương, mình không biết gì về một chút gì về cái khái niệm mùi hương nước hoa như thế nào là hợp với mình chỉ đơn thuần đó là chúng ta đi ra store hoặc là đi shop và chúng ta nhìn những chai nước hoa có một cái ngoại hình rất là bắt mắt, có một cái ngoại hình nó rất là thu hút và mình sẽ mua hoàn toàn theo ngoại hình của em nó, thì những chai nước hoa nào mà mình sẽ mua nếu như lần đầu mình được nhìn thấy full body của em nó. Ok, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em 10 chai nước hoa. Cái này không thể gọi là top được, mà chỉ đơn thuần là 10 chai nước hoa mình sẽ mua sau khi được chiêm ngưỡng full body em nó. Mình hoàn toàn không có một khái niệm gì về mùi hương của những chai nước hoa này. Ok, let's go. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Cartier, và nó có tên là Decoration hoặc là cái line của Cartier này. Mỗi lần mình nhìn cái chai nước hoa này, mình cảm thấy một cái gì đó về love hay là romantic, tình yêu, cái sự lãng mạn. Bởi vì nhìn chai nước hoa này mình cảm thấy rất là thú vị. Nó khá là nhiều với những cái chai nước hoa hiện tại, về chai hoặc là về cái vòi xịt của nó cũng rất là khác biệt, rất là tinh tế. Đối với mình, đây là một chai nước hoa mang đúng cái kiểu Pháp, một dạng thế, một tinh thần Pháp. Nhà Cartier này, thì nhắc đến nhà nước hoa này chúng ta sẽ biết ngay đến là về nhẫn của họ rất là nổi tiếng. Tất nhiên là còn những cái mặt hàng khác, thế nhưng nói về nhẫn thì họ rất là nổi tiếng. Do đó cái cách chế tác chai lọ của họ thì cũng rất là đẹp. Đó, chai nước hoa đầu tiên của nhà Cartier. Ok. Chai nước hoa thứ hai đó là của nhà Hermès, mà nó có tên là L'Ambre de Mavely. Đấy, mỗi lần mình nhìn chai nước hoa này, mình luôn thấy có một cái sự tinh tế và sang trọng. Và nói thật với các anh em là như thế, cái thiết kế kiểu chai như này mình thấy khá là ít, khá là hiếm. Nó không phải là cầu kỳ, thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn một cái, đó là một cái mùi hương, chúng ta đã cảm thấy đây là một mùi hương rất là sang trọng. Do đó nếu như mình không hề biết gì về nốt, mình không hề có một khái niệm gì về mùi hương, mình sẽ mua chai nước hoa này. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne, và nó bị discontinued. Nó có tên là Black Excess Lexus. Điểm thú vị mùi của chai nước hoa này, nó cũng giống như mùi hương của nó. Nó là trên chai có một bông hồng và một cái đầu lâu. Đây là mình sẽ cố gắng zoom cho các anh em xem. Đó, anh em thấy chưa? Thì mình là một người cũng khá là hay đọc sách, và đối với mình đây là một cái biểu tượng gì đó giữa, có thể là một sự lãng mạn và sự phá cách của thiên thần và ác quỷ, hoặc là một bất kỳ một cái gì đấy. Nhưng nó luôn luôn có hai mặt, giống như có một vấn đề, có một đồng xu. Và chai nước hoa này đối với mình nó cũng khá là giống với cái biểu tượng gắn trên thân chai, một bông hồng, một cái đầu lâu, một mùi hương của dứa, và sau đó là biến chuyển một dạng sticky, sexy và thu hút. Chai nước hoa hiện nay thì đã bị discontinued, rất khó để mua. Và nếu như mình được một bạn gái nào đó dẫn vào store và chỉ vào hãy chọn bất kỳ một chai nước hoa nào anh muốn, thì đây là chai nước hoa mình sẽ mua đầu tiên. Tất nhiên nếu mà nó là free, còn nếu mà không thì cũng phải từ từ chứ. Ok, đây để các anh em xem lại quả đầu lâu. Điện lực điện cao thế, không biết là mình có thể dùng được hay không. Ok, đó, chai nước hoa thứ ba. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Guerlain trong line Aqua Allegoria. Bất kỳ một chai nước hoa nào trong line này mình đều cảm thấy mê mệt. Tất nhiên đây, nhà Guerlain này có rất nhiều những chai nước hoa đẹp hơn, lung linh hơn, rực rỡ hơn. Và tất nhiên là mình cũng không có tiền để mua. Nhưng đối với chai nước hoa này, với một cái mức giá rất là dễ chịu, thì các anh em nhìn nhá, nhìn nó quá đẹp luôn. Đó,
rất là tinh tế, rất là đơn giản. Nó cũng giống như cái mùi hương của chai nước hoa này, cái like của chai nước hoa này, rất là thu hút, rất rất là tinh tế nhưng cũng rất là đơn giản. Aqua Allegoria, chai nước hoa thứ 5 mình muốn giới thiệu anh em đó là một sản phẩm của nhà Victor Roped Spice Bar. Đấy các anh em nhìn, đây là một quả lựu đạn và chắc chắn rồi, nếu như với bất kỳ một ai mà không có khái niệm gì về mình nên mua chai nước hoa nào là hợp với mình, mùi hương nào hợp với mình, và khi mà chúng ta bước vào một trong một rừng các chai lọ thì với ngoại hình lựu đạn của em nó chắc chắn, mình nhớ lần đầu tiên khi mình đọc được cái giới thiệu về chai nước hoa này mình cảm thấy nó rất rất là thú vị. Một cái sáng tạo về chai lọ phông bạt của nhà Victor Roped, mình nghĩ giá rất là cao. Ở vị trí số 5, Spice Bomb. Có cần phải nói thêm về mùi chai nước hoa này? Mình nghĩ là không cần, vì các anh em biết rất là rõ chai nước hoa này, quá phổ biến rồi. Ở vị trí số 4, John Varvatos Dark Rebel. Johnny Deep trong ngành nước hoa. Và nếu như các anh em hãy nhìn chai lọ của em này thì nó cũng đúng với cái tinh thần của mùi hương của nó, một ngoại hình rất là gầm gừ, rất rất là có thể gọi là cái gì, bụi bặm, một chút bụi bặm, một chút phóng khoáng, hoặc bất kỳ một cái gì, có nghĩa là bất kỳ một cái gì nó liên quan đến không bị một cái ranh giới, một cái giới hạn nào có thể là gây áp đặt thì mùi hương của chai nước hoa này hoặc là cái ngoại hình của chai nước hoa này nó cũng giống như thế, nó có thể gọi là một dạng kiểu freestyle, phong cách tự do. Do vậy mình chắc chắn là sẽ mua em này, ok, mặc dù mình không hề biết mùi hương của nó là như thế nào. Ở vị trí số 4, 19876. Ở vị trí số 5, John Varvatos Dark Rebel. Ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà L'Occitane Audible. Thực sự chai nước hoa này có một ngoại hình rất là tệ, nhưng mà đối với mình thì nó là một cái gì đấy nó rất là thu hút. Bởi vì đôi khi một cái sự khác biệt nó lại cái sự thu hút đối với mình. Bởi vì chai nước hoa này nói thật là nhìn giống như cái lọ nước cất thì đúng hơn, hơn là một chai nước hoa. Nhưng mùi hương của nó thì lại rất là đáng đồng tiền. Nhưng mà nếu mà để vào chai lọ thì đối với mình đây cũng là một cái sự thú vị, một sự thú vị đó, nó sẽ trên Audible. Ở vị trí số 3, một sản phẩm của nhà Prada, dòng Prada Lone hoặc là Lone. Thiết kế của Prada, các anh em nhìn mùi hương nam tính đẳng cấp, và chai lọ của họ cũng thế. Nếu như mình đang muốn, trong cái suy nghĩ của mình ấy, mình đang muốn tìm một cái mùi hương rất là nam tính, lịch sự, thì có thật nếu như mà mình nhìn đến chai lọ kiểu như này của nhà Prada, mình sẽ mua ngay lập tức. Bởi vì nhìn cái phông bạt của em nó thôi, chúng ta cũng có thể thấy là nó rất là level. Đó, ở vị trí số 2, à vị trí số 3. Ở vị trí số 2, tất nhiên rồi, Amont. Mình có thể không phải là một fan quá cuồng của nhà Amont, thế nhưng chúng ta hãy cùng nhìn cái các anh em nhìn thật sự là rất là vương giả, rất là level. Nếu như mình có một cái tủ dài này mà mình sẽ ngay lập tức cho cái dàn like của nhà Amort, bởi vì nó rất là đẳng cấp. Và tất nhiên rồi, nếu như chúng ta không phải là một người biết quá nhiều về mùi hương mà cứ bảo là anh mua chai này nó vương giả, nó đẹp lắm, thì Amort chính xác là dạng như thế. Anh em thấy không? Rất là đẹp. Đó. Và cuối cùng, Roja. Có rất nhiều tranh cãi về mùi hương của Roja.
Thế nhưng mà đây chỉ là một cái dạng kiểu phiên bản rẻ tiền thôi nhé. Còn rất nhiều những phiên bản khác của Honda nó còn lung linh hơn Chanel của mình. Thế nhưng anh em nhìn mà xem. Đó là thôi rồi mẹ ơi. Nhìn một phát, mà nếu như chúng ta có tiền thì không bị gì phải nghĩ, hạ luôn. Đó, rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là quý phái. Nếu như mà chúng ta có tiền, điều đầu tiên chúng ta phải có tiền, thì Roja luôn luôn là một cái sự lựa chọn mua nước hoa, bởi vì rất là đẹp. Đó. Ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em, nếu như một ngày nào đó mình không hề biết gì về mùi hương, mình sẽ mua hoàn toàn theo cảm hứng, theo chai lọ, mùi chai nước hoa mình sẽ mua. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.